Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay để giao lưu phô mai, đó là chỗ đường Võ Văn Kiệt. Xin mời. Rồi, chào Đồng ơi. Chào, chào anh Thanh Hòa. Rồi. Hôm nay là ngày 15 tháng 12, em có đem về máy cây đại độc thành phẩm với máy phô mai giao lưu các chú bác dùm cho em. Rồi. Cây số 1 là đại độc. Xin số điện thoại ạ. Số điện thoại là 0984307139. Rồi, cũng ok. Cũng các chú nha. Với anh chị em đã ủng hộ em. Rồi, tròn vòng luôn. Bông rất lớn nha bà con. Cách đều luôn nè. Bóp bông đều, cây này gỗ lắm bà con ơi. Nó bắp bông rất đều không bà con, nó rất độ nha. Cái này là của sư phụ Huy ngang, thì nói chung các chú bác nào thì có mua những cái cây khủng đại lộc á thì vài bữa là về vườn quy cho bà con mình mua. Rồi, đại lộc nha mấy anh. Đúng rồi, đâu chứ, đâu rồi. Cây này có bộ đế quái nha, thân thì có giá siêu nha, nó có chi tử là sao nha bà con, siêu hồi đầu của bà con, siêu hồi đầu. Đại lộc nha mấy anh, đại lộc nha bà con, đại lộc. Đây búp bông nó rất nhiều bà con, cây này rất gỗ bà con. Rồi, cho thông số của em. Hỏi Thanh. Một là đứng đây như hồi nãy. Qua đây, qua đây, qua đây. 22 Hoàng Thanh bà con ơi. Rồi, ok, rõ. Cái nồi đế là 70 bà con ơi. Rồi, 70 mấy anh ơi, ok. Cành siêu dài ra là 26 bà con. Rồi, 26 mấy anh. Cây này là ghép 2 năm rưỡi nha bà con. Rồi, đại lộc chơi Tết luôn. Cao luôn. 85 tổng chiều cao bà con. Rồi, ok. Tàn ngang là 80 nha bà con. 80 mấy anh ơi, 80. Cây đại lộc số 1 này có giá 6 triệu bà con. 6 triệu chẳng. Ngày 15 tháng 12. Rồi, phụ đổi mấy anh ơi. Đại lộc số 1. Số điện thoại là 0984307139 nha bà con. Rồi, ok. Rồi, số 2 lên. Đây nào. Số 2 là một cái cây đại lộc nha bà con, mà cây này xù bà con. Số 2. Ngày 15 tháng 12. Cây xuồng các bà con. Xuồng 100%. Đế rất kéo các bà con, đế nôm rất sâu. Những cái cây đại lộc này nó là thần chậu nha bà con. Nó quen ở thích nghi với cái môi trường ở trong chậu này rồi. Thì bà con về nuôi nó rất dễ các bà con. Có những số cây là nó chưa thích nghi trong chậu thì bà con về nuôi nhiều khi á đã gặp trở ngại. Hoành thân 38 các bà con. Rồi, ok luôn. Sáu mươi ba dòng củ đế các bà con. Nôm cao lên là 17 các bà con. Rồi, cảm ơn. Chiều cao. Tổng chiều cao là 78 các bà con. Rồi, 78 mấy anh ơi. Đế tán ngang là 85 nha bà con. 85. Cây này bông rất nhiều bà con, mà bông rất đều. Cây này là nó gỗ đó. Nó cây này nó gỗ nha bà con. Nhưng mà đại lộc á, đặc điểm của cây đại lộc là nó nở bông rất dai nha bà con. Bà con ta chơi tới khoảng 16 Tết. Ra mùng 6. 16 rồi bà con vẫn còn bông rất đẹp. Rồi, ok. Mùng 6 mà đã hết Tết rồi đó, nhưng mà là cây này á, là nó ra tới 16 luôn đó bà con ơi. Nó qua khỏi gầm mình luôn. Có giá 8 triệu bà con. Đây đại lộc số 2 mai xù nha bà con.
Số 2 có giá 8 triệu mấy nè. 100% rồi đó. 8 triệu. Đế nằm rất sâu xuống và rất đẹp. Rồi, vậy là phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi, số 3 lên. À, số 3 là đại lộc bà con. Số 3 mấy anh ơi. Đại lộc hàng nha bà con. Mã số 3. 25 tháng 12 nha bà con. Cây này là cũng cây xù nha bà con. Cây này là xù khác nha bà con. Rồi gói vô. Ta còn gọi là xù cốp nha bà con. Đây. Số 3 đại lộc tiếp tục. Mã số 3. Đo hoành thân cho bà con tham khảo đi. 26 hoành thân bà con ơi. Rồi 26 mấy anh ơi. Chi cành nó rất đều. Đây. Cây này được 2 năm nha bà con. 2 năm. Đó chi cành rất đều bà con. Rồi kéo chiều cao thử coi. Bút bông cũng đều nha bà con. Những cái cây đại lộc này của sư phụ ông làm bông rất là đều nở rộ bà chiều con ơi. Cao trên một cây thước nha bà con. Chiều cao 1 mét. Hết cây thước hả? Hồi nãy hết thước hả? Dạ hết cây thước. Lá ngang là 85 bà con ơi. Rồi 85 độ rộng. Cây này giao lưu với bà con là giá 6 triệu. Rồi 6 triệu mấy anh ơi. Những bà con thì yêu cầu những cây thàng cao bà con ơi. Cây này là mình nuôi á thì sau này cái đàn nó ra lớn nó rất đẹp nha bà con. 6 triệu rồi phụ đổi luôn. Rồi số 4. Là cái cây mai vàng. Kéo mai vàng. Số 4 mấy anh ơi. Đây số 4 là cây mai vàng mà. Cây thứ rồi. Bụ đế rất lịch bà con. Cây này rất già cây nha bà con. Chiều cao khoảng nhiêu ạ? À? Chiều cao cây này khoảng 3 mét đi ạ. 3 mét, chiều cao 3 mét. 8 ngang thì mình tính 8 ngang khoảng 2 mét thôi. Đồ rộng thì 2 mét. Bà con về con đo lại nữa. Nhưng mà con phỏng gì đi. Quá trời. Nói chung cái cây này thì em cắt những cái này lại để cho bà con về cho nó mạnh cây nha. Chứ em thì em giữ tàn vẫn được. Nhưng mà lại sau khi sao bà con mình nuôi á nó bị yếu cái cây đi. Củ đế liền nha bà con. Cây là củ đế liền. Những rễ nó đã xù hết nha bà con. Rồi. Đó, những rễ nó xù hết toàn bộ luôn. Đây. Cái mé phía bên đây thì nó xù ít thôi. Nó xù lên tới đây nè. Đó. Đó, nó xù lên tới đây. Củ đế đặt luôn nha bà con. Rồi, vậy là cho thông bên đây là nó xù nhiều. Cho thông số liền em này. Tìm con thấy có nhiều ra. 60 bà con ơi. 60. Rồi. Đây 60. 60. Cái đặt trên luôn củ đế này nha bà con. Đo cái dòng đặt của củ đế thôi. Cái đặt của củ đế là 130 nha bà con. 130 mấy anh ơi, 130. 130. Bảy mươi tám đó bà con ơi. Rồi 78 của bầu 78 đó bà con ơi. 78. Cây này nó rất khéo bà con. Đây cho bà con tham khảo trời hôm nay hơi tối. Rồi đúng rồi, lắc qua lắc lại gì đúng rồi đó. Nó trời hôm nay hơi tối thì thử ra nó không được rõ không. Rồi ok, như vậy là mã này mã số mấy ạ? Mã số 4. Số 4. Mã số 4 phải ghi luôn.
số 4 ghi luôn mã đi. Mã số 4. Ngày 14 tháng 12. Mã số 4 này em giao lưu các chú bác giá 80 triệu. 80 triệu mấy anh ơi. Củ đế liền đặt nha bà con. 80 triệu rồi xin. Nó nôm rất sâu bà con. Đây, nó còn nôm nữa nhưng mà là để đo cho cô bác tham khảo thôi. Từ mặt bầu á, mí mặt bầu trên á lên đầu cổ rễ là nó 25 nghe bà con. Rồi 25. Đây, tại không có thử sâu nữa bà con. Tại không có thử sâu cái củ đế xuống. Rồi phí ship sao? Cái này là phí ship thì thỏa thuận đi. Thỏa thuận. Rồi ok, 80 triệu rồi đổi luôn. Đổi luôn. Rồi ok. Mã này số 5 nghe bà con. Số 5 mấy này. Số 5 ngày 14 tháng 12. Số 5 số 5. Số 5. Những cái rễ này á, tại vì á là cái anh này anh bứng á, anh không có hiểu, thử anh cắt hơi cục nha bà con, thì bà con cũng thông cảm. Về á mình cắt lại đây, mình giặt xéo chút xíu gì đó, mình chịu khó một năm đi, mình đưa xuôi dừa vô bít hết, nó sẽ mọc lại những cái con ăn xuống đây, rồi năm sau mình bươi ra hết toàn bộ những củ đế nha bà con, nó mọc hết những cái rễ lông nha bà con, là năm sau á là nó bằng bút đũa ăn nè bà con, nó bằng cũng bằng công rễ này. Rồi ok luôn. Năm sau nó cỡ công rễ này gì nè của mình đó. Đây bông sai lùng lực rất khéo bà con. Rồi cao thử luôn. Hoành thân 48 bà con ơi. Rồi 48 anh ơi. Cao. Chiều cao là 45. 45 rồi. Cây này tổng số là có 5 cái báo đế chảy ra rất đều không bà con. Nó rất đều, nó rất nở cái cây nha bà con. Tại lỗi là anh này anh bứng, anh ảnh bầu lớn quá khi không nổi anh cắt vậy thôi. Thì mình về tạo lại bà con ơi. Và cây này giao lưu bà con là giá 4 triệu. Rồi. Mã số 5. Mã số 5 4 triệu mấy anh ơi. 4 triệu. Rồi phụ đổi luôn. Rồi số 6. Đấy cây đó với cây này. Mã số 6 mấy anh ơi. Mã số 6 rất khéo bà con, siêu hồi đầu bà con. Có cái siêu hồi đầu có nhánh này nó rất khéo bà con. Nó mình tạo dáng lại ra đây nó rất hay. Đó, mình tạo dáng ra đây nó rất hay. Nó có những cái cụm nu nghe bà con. Rồi, xây tròn tròn luôn. Chừa chi cạnh như vậy. Tùy bà con cách chơi bà con. Đó. Theo không có ý kiến á, đó là mình cắt ngay đây, nó mình cắt lại ngay đây, mình chừa cái chi này, nó ra như vậy nó rất khéo bà con. Ok, ngay cái tay ha. Dạ. Rồi em này là số 6 nha mấy anh. Mã số 6. Cây này rất mạnh đó nghe bà con. Mã số 6. Mã số 6. Năm tháng 12 rồi đó. Chú điện thoại em là 0984307139. Rồi, cho thông số của em luôn. 34 hoành thân. Rồi, 34. Cây này rất dạ nha bà con, nó cũng lên nu hết trơn rồi bà con. 135. Rồi, 135. Chiều cao. Chiều cao thành siêu đó tới đây thôi. Là 37. 37. Rồi giao lưu các chú có bắt giá 4 triệu. Rồi em số 6 này có giá 4 triệu anh ơi. Kéo nghe bà con. Cây này được, cái chú này chú biết chơi, chú thạo cái thành này cũng được. Rồi. Nhưng mà chú lớn tuổi rồi, cái chú đã vậy chú không vẽ thành này xuống, thay vì cái cành này chú vẽ rớt cái gì chú đi ra gì là nó rất khéo. Rồi xây luôn. Mã số 6 giá 4 triệu.
Rồi em này có giá 4 triệu mấy nơi, rồi đổi luôn. Rồi số 7. Số 7 là Mai Mini nha, bán bà con mình mới tập chơi nha. Số 7 mấy nơi. Cây này dáng mai hay mình về trồng hơi siêu siêu đi bà con ha. Rồi bả số 7 mấy nơi. Bả số 7 mình cho một cái cành ra đây đi bà con ơi. Đây. Mình tạo cái cành ra đây nó rất khéo bà con. Bả số 7. Số 7. Tuy nhỏ nhưng nó có dáng nha bà con, nó có dáng để mình dễ chơi. Mình tạo nó không cực. Bả số 7 ngày 15 tháng 12. Hoành thân 29. Rồi, hoành thân 29 mấy anh ơi. Cao luôn. 40 tổng chiều cao. Rồi ok. Rồi, mã số 7 này giao lưu các chú bác giá 600. Rồi, 600.000 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn, mã số 7. Rồi 8 lên. Mã số 8. Tại cái thẻ này để cho ái gì thôi chứ trong này nó đại liền hết nha bà con. Nó thôi để cắt được cắt cho bà con thấy nó gọn cái cây. Mã số 8 N. Nó cũng hay hay nha bà con, nó có chi tử này nha bà con. Nó cũng hay hay. Nhốt mũi lên đứng lên. 27 hoành thân. Rồi 27 mấy anh ơi. Chiều cao là 40. 40. Rồi giao lưu các chú bác giá 500. Rồi 500.000 mấy anh ơi. Mã số 8 rồi. Mã số 8. Ngày 15 tháng 12. Số 8 500. Bao ship toàn quốc nha bà con. Với giá 500.000 mã số 8. Mã số 8. Rồi bỏ ship đi. Mã số 9. Số 9 mấy anh ơi. 15 tháng 12. Số điện thoại là 0984307139 nha bà con. Số 9 mấy anh ơi. Hoành thân 29 bà con ơi. Rồi 29 mấy anh ơi. Cao luôn. Tổng chiều cao là 35. Rồi. Rồi mã số 9 là có giá 500.000 bà con ơi. Rồi 500 nữa mấy anh ơi. Đổi luôn 500. Rồi tiếp tục. Mã số 10. Số 10. Phù thiên bà con. Cái này về giật lại nha bà con. Đó mình giật lại ngay đây nha bà con. Rồi ngay tay luôn. Cái này phiến mãi bà con nha. Mã số 10. Mã số 10. Bán giá phiến mãi nha bà con. Mã số 10 ngày 15 tháng 12. Lỡ anh chị em nào mua không được cũng thông cảm bà con, bán giá phiến mãi. Rồi mãi. Giá đây nhiều. Này có giá 1 triệu. 1 triệu đồng mấy anh ơi, số 10. Mã số 10 bán giá đặc biệt của bà con. Bán rồi. 1 triệu. Bù đổi luôn mấy anh ơi, 1 triệu. Mã số 11. 11 mấy anh ơi. Mã số 11. 12. Hoành thân 25. 25. Hoành thân 25. Rồi ok. Tổng chiều cao là 43. 43 luôn. Có giá 500.000 bà con ơi. Tiếp tục là 500 mấy anh ơi. Mã số 11 có giá 500.000. 11 rồi 12. Mã số 12. 12 mấy anh ơi. Mã số 12. Ngày 15 tháng 12. Hoành thân 34 bà con ơi. Rồi 34 mấy anh ơi. Tổng chiều dài của cành siêu là 40. Rồi 40. Có giá 600.000 bà con ơi. Mã số 12 600. Rồi đổi luôn mấy anh ơi, 600. Rồi 13. Mã số 13. Không sai lùng lực nha bà con. Mới tập chơi thì cây này bà con ghép vô rất mau chơi, nó rất đầy đủ tàn.
Mã số 13 mấy anh ơi. Mã số 13. 25 tháng 12. Vành thân 23. Rồi, 23. Cao luôn. Chiều cao là 47. 47. Cây này có giá 400 ngàn. 400 ngàn mấy anh ơi, 400. Mã số 13. Rồi, đổi luôn, 14 lên. Mã số 14. Hoa rất khéo bà con. Hoa dáng dễ chơi sẵn nha bà con. Mã số 14 nha mấy anh. Mã số 14. Ngày 15 tháng 12. Mã số 14. Có dáng đứng quê hương bà con ơi. Rồi. Cây này thì để bà con cắt lại nha bà con. 35 hoành thân. Rồi, 35 hoành thân. Cao luôn. Cao là 25. Cao 25. Cái siêu này thì 34. Rồi, ok luôn. Có giá 700 ngàn bà con ơi. Rồi, em này 700 ngàn mấy anh ơi. 14. Rồi, 15 lên. Mã số 15. Ngày 15 luôn bà con ơi. Ngày 15 luôn. 12. Cây này khéo lắm bà con ơi. Có dáng siêu bà con. Đó, mấy cái chi này rất khéo bà con. Rồi, ok, cho thông số luôn, 15 luôn. 26 hoành thân. Rồi, 26 hoành thân. Tổng cái cành siêu là 53. Rồi, 53. Rồi, có giá 700 ngàn bà con ơi. Rồi, em 15, 700 mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn, 16 lên. 16, không sai lùng lực nha bà con, rất đều chi cành nha bà con. Tứ diện nha. Rồi, chơi luôn, quá trời. Cây này thì rất mau chơi, ghép mau chơi bà con ơi. Mình ghép đại lọc vô chỉ cần 1 năm thôi là nó đều với thằng rồi, còn rồi. Đế cũng đều nha bà con, cây này đế nó cũng đều nha bà con đây. Nó đều với bà con, nhắn đây tí. Đế được 70% bà con ơi. Hoành thân 30. Rồi, 30, cao. Tổng chiều cao 44. Rồi, 44 anh ơi. Mã số này 15 phải không? 16. 16 rồi, 16. Ngày 15 tháng 12. Bán giá chương trình đặc biệt khuyến mãi luôn bà con ơi. 800 ngàn. Rồi, 800 ngàn đổi mấy anh ơi. Trời ơi, cao đây. Sao chỉ cần khá điều mà con, đế khá điều mà con. Ở đấy có chiên gần để bà con cho bà con ghép mau chơi. Được phải 17 không à? Mã số 17. Ngày 15 tháng 12. Hoành thân 25. Rồi, 25. Cao 1 mét cho bà con ơi. Cao thì 1 mét. Có giá 600 ngàn. Tiếp tục là 600 mấy anh ơi. 16 phải không? 17, 17. 600 ngàn. 17. Rồi, 18. 18. Thôi, tròn vòng luôn. 18. 18. Ngày 15. Tháng 12. Hoành thân 28 bà con ơi. Rồi, 28 cao luôn. Tổng chiều cao là 72 bà con ơi. 72. Có giá 600 ngàn bà con ơi. Tiếp tục là 600 nữa mấy anh ơi. Mã số 18. Rồi, lên. Em nào. Rồi, 19. Mã số 19. Mã số 19 này đâm 1 nha bà con. Mã số 19. Ngày 15 tháng 12. À. 19 mấy anh ơi. Hoành thân 28 rồi. Rồi, 28. Cao luôn.
tổng chiều cao 65. 65. Có giá 1 triệu, mã số 19. 19 này 1 triệu mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, mấy cái 19 1 triệu. Bực như mày sẽ lớn. Rồi, 20. Rồi, một em. Em siêu khủng. Cái cụ đấy siêu khủng cách đạt rồi không? Rồi, mã số đặc biệt 20. Mã số 20. Mã số này là sổ số luôn. Quá bà con ơi, quá trời cây này cụ đế bà con ơi. Độc chiếc chu nhị nha bà con. Cái này mình làm một cái đỉnh núi cho bọn ơi. Cái nó về mình tạo lại, tạo lên một cái dáng đỉnh núi cho bà con. Rất khéo bọn, giống y gan như một cái đỉnh núi cho bà con ơi. Mã số 20 hả? Quá lạ, 20. 20. Mấy anh ơi. Mã số 20. 25. Tháng 12. Cái thân thì rất nhỏ bà con. Mình tạo lại cái dáng đỉnh núi đi. Mình cắt này lại chỗ này đi, mình làm cái chớp đi. Làm cái chớp núi trên đi, mình tạo cái dáng gì trên núi. Một cái núi cho nó rất đẹp bà con ơi. Hoành thân chỉ có 21 thôi. Rồi, 21. Nếu như cao lên tới đỉnh này nó rất chót á thì là 69 nha bà con. Trên rồi. Này nó nhỏ hơn tay cái nha bà con nè. 69. Giót nhỏ hơn tay cái luôn. Nhưng mà cái nồi đế nó rất lớn bà con. 1m6. Cái nồi đế. Nồi đế 1m6. Mà tổng chiều cao của cái nồi đế này lên tới đây là 40 nha bà con. Rồi, nó còn hỏng hơn chút nữa đó. Rồi cây dân thủy này em giao lưu các chú các bác giá 6 triệu. Rồi 6 triệu. 6 triệu mấy anh ơi. Bán giá đặc biệt nha bà con. 6 triệu chẳng. Này. Cây thủy này nó có 4 cái đế. 4 bắp đế nha. Đó, nó rất lớn 4 bắp đế nha. Chứ nó không trồng chéo qua lại nha bà con. Là nó không có bị lỗi nha bà con. Rồi. Cắt xuông cây suốt. 26 triệu nha mấy anh. 26 triệu. 26 triệu. Mai chính thủy. Rồi, em nào lên. Hãy đại ra đó đi. 6 triệu. Rồi, tiếp tục. Rồi, 21. Đó, cái cây này thì để thì thinh nha bà con, muốn tạo dáng cho tạo nha. Nó có hai cái thế chơi nha bà con. Mã số 21 mấy anh ơi. Là chơi. Hai là chơi thành siêu. Chuyên nuôi nha, mã số 21. 21. Mã số 21. 25. Tháng 12 nha bà con. Mã số 21. Hoành thân 28 nha bà con. Rồi 28 mấy anh ơi. Tổng chiều cao là 63 nha bà con. Rồi 63. Cái thành phóng ra là 47. 47 luôn. Có giá 800 ngàn bà con ơi. Rồi em này 21. 21. 800 ngàn 21. Đổi luôn. Có giá 800 ngàn. 22 lên. Mã số 22. Mã số 22 là cây chấm thủy nha bà con. Đây này có dán trực nha bà con. Mà không dán trực thì bà con chơi dán danh nhanh như bà con ơi. Cắt đây. Nếu chơi danh nhanh cắt đây ha, mình để đây nè. Nó có cành nè. Đó mình chơi danh nhanh nó hay hơn. Đó cành này. Rồi 22 mấy anh ơi. Mã số 22. Ngày 15. Ngày 15. Tháng 12. Mã số 22. Rồi ok. 26 hoành thân. Rồi 26 hoành thân. Cao. Tổng chiều cao là 55. Ok luôn. Cây này có giá 900 bà con ơi. Rồi 900, 22. Rồi. Rồi đổi luôn. Rồi 23. 23.
ngày 15 tháng 12. 23. 23. Hoàng Thanh. Cao 55. 55. Rồi, cây này giao lưu các chú bác giá 800. Ủa 400. 400 ngàn. Xin lỗi bà con, giá 400 ngàn, mã số 23. 23, 400. Giá 400 ngàn. Rồi, 24. Mã số 24. Cây này tạo dáng rất khéo mà con. Chân nu, nó nu rất nhiều mà con. Nó nu nhiều mà nó đớt. Mã số 25 Hoàng Thanh. 4. Mã số 24 nha bà con. Rồi, cao. Tổng chiều cao là 59. Rồi, 59. Cái cành siêu này bên là 59 luôn đi bà con. Rồi, 59 luôn. Mã số 24. Hôm nay có 25 nha bà con. Rồi, thêm cây nữa. Giờ mai là 25 rồi đó. Mã số 24 ngày 15 tháng 12. Rồi, cây này có giá 600 bà con ơi. Rồi, 600 đổi luôn. Rồi, 25. Mã số 25. Ngày 15 tháng 12 bà con. Ngày 15. Mã số 25. Ngày 28 Hoàng Thân bà con. Rồi, 28 Hoàng Thân, cao luôn. 37 chiều cao. 37 chiều cao. Cái thành phóng ra là 30. Rồi, 30 luôn. Đây qua đây một cái thành này nữa là nó 30 luôn. 30 luôn. Bây giờ 600 ngàn bà con ơi. Rồi, 600 mấy anh ơi. Thì ta cũng chúc sức khỏe các chú bác vào dịp cuối tuần. Cũng vui vẻ bên con cháu các chú bác và anh chị em. Rồi. Cũng thành thật cảm ơn các chú bác và anh chị em từ lâu ủng hộ em. Rồi. Hẹn gặp lại ngày mai. Rồi, tạm biệt luôn. Tạm biệt mấy luôn.